Xin chào các bạn, ở bên cạnh mình đây là VinFast VF6. Mẫu xe này thì có thể không mới, các bạn đã biết đến nó từ cách đây khoảng 1 năm rồi, gần 1 năm gì đó. Tuy nhiên trong cái chủ đề này thì mình muốn chia sẻ với cái góc nhìn nhận của mình ở thời điểm năm 2024. Và cái mẫu VinFast VF6 thì với cá nhân mình nhìn nhận đó, nó là một cái mẫu xe ở trong cái phân khúc cỡ trung, nó lại rất là hợp lý tại thị trường Việt Nam. Hợp lý từ giá tiền so với những cái gì mà bạn nhận được. Tất nhiên nó sẽ không phải là những cái mẫu xe hướng đến cá tính, thể thao giống như là VinFast VF7 hay là VF8, hay là không phải là những cái sự sang trọng kiểu như là VinFast VF9, và nó cũng không phải bình dân quá giống như kiểu VF3 hay là VF5. Và ở cái thời điểm 2024 này thì đang có rất là nhiều những cái ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng quan tâm thương hiệu xe VinFast, yêu thích xe VinFast và họ muốn sở hữu một cái mẫu xe VinFast ở thời điểm này. Cho dù vì một lý do nào đó, vì nó là xe điện, hay là vì nó là một cái xe của Việt Nam, hay là vì điều gì đi chăng nữa, thì VinFast VF6 nó cũng vẫn là một trong những cái mẫu xe nó có những cái giá trị để chúng ta có thể cân đo đong đếm. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ nhiều hơn với các bạn về những cái vấn đề đấy. Cái gì hấp dẫn thì mình sẽ chia sẻ nó đầu tiên. Các bạn biết là hiện tại VinFast đang có một cái chương trình ưu đãi rất là lớn, rất là mạnh. Đó chính là miễn phí sạc pin xe, miễn phí gửi đậu đỗ xe ở những hệ thống của Vin. Và mặc dù là một cái mẫu xe điện đã được miễn phí trước bạ rồi, tuy nhiên những cái mẫu xe xăng được ưu đãi 50% phí trước bạ thì VinFast cũng mạnh tay ra cái chương trình, đó chính là ưu đãi giá trị tương đương với 50% ở lệ phí trước bạ nữa. Và đồng thời cái chương trình ưu đãi sạc đậu xe đó anh em lại có thể quy đổi nó thành cái giá tiền. Mình đã tham khảo một số anh em bán xe á, thì ví dụ như là mẫu VinFast VF6 á, khi mà các bạn mua xe ưu đãi tối đa có thể quy đổi thành tiền mặt, tổng cộng anh em sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng 90 mấy đến 100 triệu đồng lận. Bây giờ thì mình nghĩ rằng đang là cái thời điểm hấp dẫn nhất, vì những cái ưu đãi đó các bạn có thể quy đổi nó thành tiền mặt, thay vì như trước đây thì chúng ta chỉ có thể sử dụng những cái dịch vụ của họ thôi. Còn mình tin chắc rằng ở ngoài có rất nhiều anh em không sử dụng dịch vụ của Vin. Ví dụ như là ở tỉnh Đồng Nai đâu đó xa xôi, tự sạc xe ở nhà chẳng hạn, thì cũng không quan tâm đến cái chính sách miễn phí sạc hay đậu xe làm gì lắm. Nên là nếu như có thể quy đổi nó thành tiền mặt, giảm ngay vào cái giá tiền bán xe, thì đó sẽ là một trong những cái chương trình hấp dẫn nhất. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái mẫu xe VinFast VF6 này. Có nhiều người chia sẻ với mình rằng họ rất là thích VinFast VF6, nhưng mà họ lại quá phân vân giữa VF5 và VF7, hoặc là thậm chí là với VF8. VinFast VF6 nó sẽ là một cái chiếc xe có cái kích thước nó không có quá lớn, nó tạo cho bạn được cái sự thoải mái khi mà di chuyển ở trong những cái cung đường ở trong phố. Và thứ hai nữa đó chính là mặc dù là một cái chiếc xe cỡ trung đi, hay là trong cả tầm giá cỡ trung đi, nhưng nó lại sở hữu rất là nhiều những cái trang bị cao cấp. Nó tương tự giống như là VF7 hoặc là VF8, chứ nó cũng không phải là một cái mẫu xe cơ bản nhất hay là phổ thông nhất. Và mình tin chắc rằng đó chính là cái lý do khiến cho cái giá thành của cái mẫu VinFast VF6 này nó không thể nào mà nó quá thấp hay là quá phổ thông được các bạn. Nên là mình có thể tạm hình dung cái mẫu VF6 này nó sẽ phù hợp với những ai yêu cầu một cái mẫu xe nhỏ gọn, di chuyển trong phố nó nhẹ nhàng, linh hoạt, không gian vẫn đủ cho 5 người nhưng mà nó lại không phổ thông quá. Nó vẫn có những cái trang bị nó cao cấp một chút, hay là từ thiết kế, tiện nghi, hay là những cái gì mà VinFast đang trang bị trên những cái mẫu xe của họ. Thì cao cấp hơn có VF7 và VF8 thì nó cũng không có lệch quá nhiều trang bị so với VF6 đâu nha các bạn. Về thiết kế thì những cái mẫu xe 6, 7, 8 đều là những nhà thiết kế ở nước ngoài, thậm chí là những cái đơn vị thiết kế rất là nổi tiếng. Xấu đẹp thì mình nghĩ rằng khen chê rất là nhiều trên mạng xã hội. Còn đối với cá nhân mình thì VF6 nó có một cái thứ nhất đó chính là cái sự khác biệt, độc đáo. Và thứ hai nữa là những cái đường nét nó cũng khá là trau chuốt. Và nếu như mà nói cái mẫu xe này xấu thì cũng rất khó để mà chê nó xấu. Còn ví dụ như bảo là nó đẹp tuyệt vời thì cũng hơi khó để nói là nó đẹp tuyệt vời. Ví dụ như là khen đẹp thì mình sẽ khen cái mẫu VinFast VF7 rất là đẹp. Ở đằng trước thì vẫn là thiết kế với cái cụm đèn đặt ở thấp ở bên dưới này. Và cái đèn biểu tượng hình chữ V. Đèn này có phát sáng nha các bạn. Logo chính giữa. Và phiên bản này là phiên bản Plus, trang bị cảm biến cảnh báo va chạm phía trước này, trang bị camera 360 độ. Về thiết kế thì mình thấy rằng VF6 nó sẽ là một cái chiếc xe mà nó mang nhiều nét của VF8 kết hợp với VinFast VF7 để cho ra được cái thiết kế này. Các bạn sẽ nhìn thấy phần đuôi này sẽ có những cái mảng miếng tầng chia lớp khác nhau, tương tự giống như là VinFast VF8.
nhưng mà nó cũng vừa phải thôi. Tuy nhiên về cái thiết kế tổng thể từ đầu xe cho đến phần hông xe hay là kéo hết về phần đuôi thì nó lại hao hao giống như là VinFast VF7. Mặc dù mang thiết kế bên ngoài thì rất là gọn gàng, thậm chí là cái phần mái đằng sau có cái phần hơi bo cong, nó hơi thể thao một chút. Tuy nhiên ở trong cái nội thất của chiếc xe này ấy, thì các bạn sẽ có thể hình dung được đó chính là cái phần chiều dài của phần nội thất được kéo dài rất là tốt. Khi mà các bạn đã ngả hết lưng ghế, chúng ta vẫn sẽ có một cái không gian chứa đồ ở đằng sau, với cá nhân mình đánh giá là thuộc dạng rộng, có thể chở được khá là nhiều đồ. Và thứ hai nữa quan trọng không kém đó chính là cái hàng ghế thứ hai mà mình ngồi ở đây. Nếu như các bạn đã xem những cái video về chiếc VinFast VF7 hoặc là mình cũng có quay được trước đây rồi, và mình cũng có nhắc đến một yếu tố, đó chính là cái phần pin sàn xe của chiếc xe nó hơi cao và cái chiều cao của cái ghế thì nó hơi thấp, dẫn đến việc đó chính là cái tư thế mà bạn ngồi á, nó tự nhiên nó bị chật lại. Chật lại đó chính là vì cái chân của bạn bị co cao lên. Tuy nhiên ở trên cái mẫu xe VinFast VF6 này á, thì cái thiết kế của ghế ngồi á, nó không làm cho bạn bị co giò quá nhiều, hay là cái tư thế mà bạn ngồi bạn ngả lưng á, nó cũng không bị gấp người lại quá nhiều. Có thể nói là cái tư thế ngồi nó khá là thoải mái, mặc dù cái chân của các bạn á, vẫn chưa đụng hoàn toàn vào ghế, cũng như là chưa được cái sự thoải mái tối đa. Tuy nhiên đây vẫn là một trong những cái điểm cộng, bởi vì đây là một cái mẫu xe điện. Tất nhiên xe điện thì nó sẽ có nhiều những cái sự đánh đổi khác, và lát nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái ưu điểm hay là cái khả năng vận hành của cái mẫu xe này. Và mình tin chắc rằng những người lựa chọn xe điện là vì họ đề cao cái trải nghiệm vận hành một cái chiếc xe mới, nó mang một cái sức mạnh mới nổi bật hơn những cái mẫu xe xăng rất là nhiều. Chưa nói đến những cái vấn đề về chi phí vận hành ABC, rất là nhiều thứ. Và khi mà khách hàng tìm kiếm đến thương hiệu VinFast thì mình tin chắc rằng VinFast có những cái ưu điểm nhất định, đặc biệt trong đó chính là cái hệ thống chạm sạc. Khi mà có những cái hệ thống chạm sạc trải dài trên cả nước á, thì các bạn có thể sử dụng một chiếc xe điện làm chiếc xe chính, hoặc các bạn có thể sử dụng nó để đi xa với một cách rất là tự tin. Thay vì những cái thương hiệu xe điện khác thì gần như chúng ta sẽ mua một chiếc xe điện với cái trải nghiệm mới và nó sẽ là một cái chiếc xe phụ, xe thứ hai chẳng hạn, hoặc các bạn sẽ chỉ đi đâu đó gần bán kính ở trong thành phố, không có quá xa, bởi vì chạm sạc nó còn đang hơi ít. Còn với VinFast thì các bạn có thể sử dụng nó làm chiếc xe chính, chỉ một chiếc xe để đi trong phố, để đi chơi, đi xa thoải mái hơn. Nếu như bạn muốn tiết kiệm túi tiền một chút thì VinFast VF6 sẽ có hai phiên bản để bạn lựa chọn. Tuy nhiên nếu như các bạn thấy rằng với cái ưu đãi mới của VinFast và kể cả phiên bản VF6 Plus nó cũng không có quá nhiều tiền, thì chúng ta có thể mua phiên bản này. Lợi điểm là gì? Đó chính là bạn sẽ sở hữu cái động cơ 150kW, đổi ra nó đâu đó khoảng 201 mã lực và 310 Nm mô men xoắn. Về cái thông số này thì chắc chắn là ở trong cái phân khúc xe mà 700-800 triệu tại Việt Nam thì không có đâu. Chúng ta sẽ chỉ có thể đi tìm kiếm những cái mẫu xe điện không chỉ là cái phần mã lực lớn, mô men xoắn lớn, mà vì nó là một cái chiếc xe điện, nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác mạnh mẽ hơn một chiếc xe xăng rất là nhiều, và đặc biệt là cái chân ga nó sẽ không có độ trễ. Mặc dù thì mình đã nói cái vấn đề này nhiều rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng mỗi lần làm clip xe điện thì chúng ta cần nhắc lại để nêu bật được cái giá trị của những cái chiếc xe điện. Nó mạnh mẽ, nó nhạy bén, nó không độ trễ, và đó cũng là cái thứ mà hấp dẫn nhất để người ta lựa chọn mua một chiếc xe điện. Chứ nếu như mà tại Việt Nam mình để mà mua một chiếc xe điện để mà tiết kiệm tiền đi thay dầu thay nhớt thì mình nghĩ rằng cũng ít người làm việc đó lắm, không nhiều đâu. Ngay khi mà các bạn cầm lái á, thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ bất ngờ hay là ấn tượng với mẫu VF sau đó chính là nó có cái hệ thống khung gầm, nó có cái hệ thống treo vô cùng chắc chắn. Vô cùng chắc chắn ở đây đó có nghĩa là mình so sánh với những cái mẫu xe khác ở trong cái tầm tiền đâu đó 700-800 triệu. Mình lại phải nhắc lại cái yếu tố ban đầu, đó chính là cái kích thước của chiếc xe này nó không có quá lớn. Nó kết hợp những cái yếu tố lại với nhau, chúng ta kích thước nhỏ gọn này, linh hoạt trong phố. Thứ hai đó chính là khung gầm chắc chắn. Thứ ba nữa đó chính là động cơ mạnh mẽ. Và ba thứ này kết hợp lại với nhau, nó sẽ cho bạn cái cảm giác cầm lái rất là phấn khích, thật sự rất là hấp dẫn. Còn về nói chi tiết về cái hệ thống treo này thì bản thân mình đánh giá rằng nếu như ai đề cao cái sự êm ái, đề cao cái sự thư giãn khi mà các bạn nhẹ nhàng lướt phố êm ái tối đa thì VF6 nó sẽ không làm được cái việc đó đâu. Vì cái hệ thống treo này theo mình, thứ nhất được tinh chỉnh để đáp ứng với cái sức mạnh của động cơ, để các bạn có thể xử lý những cái cú chặt lái rất là bất ngờ hay là những cái cú tăng tốc rất là mạnh mẽ nhưng mà
hệ thống bánh xe nó vẫn có độ bám tốt và cái sự ổn định đối với người ngồi bên trong xe. Còn nếu như mà một hệ thống treo mà nó mềm quá, tất nhiên thì nó sẽ êm hơn, nhưng mà với cái sức mạnh động cơ, sức mạnh mô men xoắn và cái độ phản hồi tức thời như thế thì cái xe của bạn nó sẽ cứ nhẹo nhẹo như thế này mãi thôi. Nên chính vì vậy cái chiếc xe này nó phải làm cân chỉnh làm sao cho cứng chắc để các bạn có thể có một cái cảm giác yên tâm khi mà vận hành. Nhưng mà cũng phải nói chi tiết là nếu như các bạn đòi hỏi một cái hệ thống treo rất là êm ái, rất là nịnh người thì VinFast VF6 không có. Tuy nhiên với phần đông anh em giới trẻ đều yêu thích một cái chiếc xe nó phải vững vàng, nó phải chắc chắn, đánh lái nó phải tự tin thì VinFast VF6 chính là cái có cái hệ thống treo như vậy. Còn nói về trải nghiệm lái xe thì mình thấy rằng là VinFast đang có một cái xu hướng mà rất là giống với những cái mẫu xe hiện đại khác. Giống ở đây có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là họ làm ra những cái chiếc xe có những cái trải nghiệm gần gần giống với nhau. Nó chỉ khác nhau về kích thước này. Kích thước thì tất nhiên nó cũng sẽ đem đến một chút trải nghiệm lái xe khác nhau. Rồi khác nhau về sức mạnh này. Đấy, còn về cách lái, cách các bạn tiếp cận những cái thông tin, cách mà các bạn tiếp cận những cái trang thiết bị ở trên xe là nó gần tương tự như nhau luôn. Điển hình như là những cái mẫu xe gần đây mình đụng chạm tới, ví dụ như là 6789 thì chẳng hạn, thì cái phần vô lăng này, cái phần màn hình này, giao diện điều khiển này, hay là cái không gian cabin, hệ thống HUD hiển thị thông tin trên kính lái, tất cả những cái thứ đó nó đều tương tự như nhau. Và cái điều này nó đem đến cho chúng ta những cái sự đơn giản và gần như chúng ta sẽ không bị phân cấp. Không bị phân cấp ở đây có nghĩa là các bạn có thể trải nghiệm những cái tính năng hay là những cái thiết kế giao diện xịn tương tự giống như là những cái mẫu xe 789. Tuy nhiên cái số tiền mà các bạn bỏ ra thì nó chỉ là cái số tiền mua chiếc xe VinFast VF6 thôi. Đó. Và với cái chiếc VinFast VF6 này á, về trang bị tiện nghi hay là những cái công nghệ được trang bị trên xe thì có thể nói là thuộc dạng rất là nhiều. Mình ví dụ như là cái hệ thống kết nối trực tuyến với xe, các bạn sẽ có thể gọi SOS trực tiếp ở đây khi mà có sự cố này. Ở chiếc xe của các bạn cũng sẽ luôn luôn trong cái tình trạng online, tức là nó được kết nối mạng để có thể sử dụng tất cả những cái tính năng an toàn hiện đại khác, cập nhật phần mềm hay là những cái thông báo ABC rất là nhiều thứ, hay là thậm chí là sử dụng hệ thống trợ lý ảo, hệ thống bản đồ rất là nhiều. Và những cái công nghệ này thì mình thấy rằng VinFast họ đang đầu tư ở Việt Nam mình hơi quá sớm. Đấy, tức là quá sớm ở đây có nghĩa là gì? Đang có rất là ít những cái thương hiệu sử dụng những cái hệ thống này. Mình có thể điểm danh nhanh ở Việt Nam mình sẽ có, một là BMW mới triển khai này, thứ hai là Honda, thứ ba là Kia là Kia Connectline đó. Ngoài ra thì những thương hiệu xe hơi khác là gần như không có. Còn tất cả những cái thương hiệu xe hơi Toyota, Honda hay những thương hiệu khác ở nước ngoài đều có đầy đủ hết những cái hệ thống đó cho các bạn. Hệ thống SOS kết nối với tổng đài hỗ trợ từ xa, tùm lum tà la hết, nhiều lắm. Thì mình thấy rằng VinFast đang triển khai cái này đang quá sớm. Và mình nghĩ rằng đó cũng sẽ là một cái điểm cộng. Đấy, và thứ hai nữa đó chính là cái hệ thống ADAS là một trong những cái hệ thống mà VinFast được quan tâm rất là mạnh mẽ. Mình đã trực tiếp được trao đổi với đại diện ở bên VinFast thì họ cũng chia sẻ rất là thẳng thắn, đó chính là họ rất là quan tâm đến những cái công nghệ an toàn này. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ ở nước ngoài châu Mỹ, châu Âu thì những cái hệ thống đó là một trong những cái hệ thống thiết yếu ở trên xe hơi. Và VinFast thì giống như họ muốn đi trước một chút xíu và họ đầu tư tập trung nghiên cứu cũng như vận hành những cái tính năng an toàn chủ động trên xe hơi. Tất nhiên để mà tăng cái mức độ an toàn thì mình tin chắc rằng rất là nhiều anh em quan tâm rồi. Đấy, còn bản thân mình thì mình vẫn hơi cổ điển một tí, mình vẫn quan tâm đến cái vận hành lái xe nhiều hơn. Quay trở lại vấn đề thì khi mà các bạn bỏ ra cái số tiền, nếu như mình tính không lầm thì kể cả phiên bản Plus các bạn đã tiết kiệm được khoảng 100 triệu. Nếu như mà các bạn mua luôn viên pin này. Đấy, thì các bạn sẽ chỉ phải bỏ ra một cái số tiền tương đương với một cái mẫu xe xăng ở phân khúc cỡ B, xăng cơ bản thôi, hoặc là cùng lắm là phiên bản giữa thôi, chứ không thể mua được một chiếc xe xăng B mà cao cấp đâu nha. Nhưng ngược trở lại, chúng ta sẽ đánh đổi lại được một cái chiếc xe được trang bị nhiều công nghệ mới, từ những cái công nghệ an toàn chủ động ADAS cho đến những cái công nghệ kết nối không dây với tổng đài. Rồi thứ hai đấy là mua được một cái chiếc xe điện mạnh mẽ, nó cho chúng ta cái trải nghiệm vận hành nó phấn khích, nó hấp dẫn.
Và mình tin chắc rằng phần đông những anh em mua xe điện VinFast bây giờ là đều vẫn đang tập trung vào cái yếu tố đó. Thì rất là may mắn là nguyên một giải sản phẩm của VinFast thì họ đều ra mắt những cái phiên bản mạnh mẽ hơn, năng động hơn, thể thao hơn để đáp ứng đúng cái nhu cầu đấy. Và nếu như anh em có thể nhìn ra bên ngoài, người ta mua cũng đều là mua phiên bản cao thôi, toàn mua phiên bản động cơ mạnh thôi chứ ít ai lại đi mua cái phiên bản bản công suất thấp lắm. Tất nhiên là có nhưng mà ít. Và vẫn là một cái chiếc xe có thể đáp ứng cái nhu cầu di chuyển gia đình. Điển hình như VinFast VF6, mặc dù là một cái mẫu xe cỡ B đi, nghe cỡ B thì nó không có to, không có hoành tráng cho lắm. Tuy nhiên cái không gian hàng ghế thứ hai như vậy với mình nó khá là hợp lý. Đó là những cái ưu điểm mà mình nghĩ rằng anh em đang quan tâm xe điện VinFast và cái túi tiền nhắm tới VinFast VF6 có thể hưởng lợi khi mua cái mẫu xe này. Còn để nói về một số những cái điểm hạn chế của mẫu xe này thì ví dụ như là cái chiếc xe mà mình mượn được ở đây thì mình không biết là tương lai cái mẫu xe này bao giờ sẽ được cập nhật để mà có Apple CarPlay. Hiện tại thì nó chỉ có kết nối Android Auto thôi. Và thứ hai nữa là chính là chiếc xe này có quá nhiều những cái trang bị cảm biến camera 360 độ đủ thứ hết, nhưng mà nó lại thiếu đi một chút, đó chính là các bạn sẽ không có cổng sạc USB-C. Và cái điểm thứ ba này thì mình nghĩ rằng mình không chê đâu, nhưng mà kiểu như cái xe này nó có quá nhiều đồ xịn đi, tự nhiên tại sao nó lại không có cúp điện. Đấy, mình tin chắc rằng những anh em chạy hay là mua cái chiếc xe này, anh em cũng sẽ thắc mắc giống như mình. Chẳng thà là nó ít trang bị đi thì ở cái xe hạng B nó chỉ có như thế thôi. Nhưng mà cái xe này nó quá nhiều thứ đi, sao tự nhiên lại thiếu cái cúp điện? Không, hơi đòi hỏi một tí, cái đó là hơi tham lam thôi. Nhưng mà ngược trở lại, nói đi cũng phải nói lại, thì mẫu xe này thì mình cũng không hiểu là VinFast họ build cái option như thế nào, nhưng mà nó lại có rất là nhiều những cái option khác rất là hay nhé. Mình ví dụ nhé, là hệ thống điều hòa của chiếc xe này được trang bị cả cái công nghệ tạo ion âm. Khi mà chạy xe mấy ngày hôm nay mình có thể trải nghiệm được cái sự khác biệt nó rất là rõ ràng. Ví dụ như xe của bạn có mùi đi, mình ngồi mình chạy một lúc thôi là tự nhiên nó hết mùi luôn. Và cái không khí ở bên trong xe mình cảm nhận là rất là dễ thở. Thật sự nó tạo được cái sự trong lành. Đó là hệ thống ion âm. Thứ hai nữa đó chính là nó trang bị cả cái hệ thống làm mát ghế luôn. Rất nhiều trang bị luôn. Hơi ngạc nhiên với cái mẫu xe này. Rồi đèn thì lại có cả đèn tự động nâng hạ đèn pha. Rồi nội thất thì lại bọc da rất là nhiều. Ghế ngồi bọc da cao cấp. Táp lô cũng bọc một phần là bằng da. Tương tự giống như là cái mẫu xe VinFast VF8 vậy đó. Đấy. Là cái phần trang bị thì cứ cái phần này nó bù cho phần kia. Và mình tin chắc rằng nếu như mà ai quan tâm đến option, quan tâm đến trang bị ở trên xe ấy, thì cái mẫu VF6 phiên bản Plus mà mình đang sử dụng đây nó có rất là nhiều trang bị luôn. Nó chỉ thiếu chút vậy thôi. Nhưng mà chắc là do mình khó tính, hoặc là do cái thời điểm mà cái chiếc xe VF6 này nó ra mắt thì nó vẫn chưa có những cái giống như là cổng sạc USB-C chẳng hạn. Đấy, còn Apple CarPlay thì mình nghĩ rằng có thể VinFast sẽ cập nhật trong thời gian tới. Rồi tổng kết lại cho tất cả thì đối với mình, VinFast VF6 nó sẽ là một cái lựa chọn mà các bạn sẽ đánh đổi giữa giá tiền và những cái gì mà bạn nhận lại được. Cho dù bạn không quan tâm quá nhiều về sức mạnh động cơ hay là cái sự hấp dẫn của động cơ điện đi chăng nữa thì nó vẫn có những cái giá trị sử dụng để các bạn sử dụng trong gia đình. Ví dụ như không gian nội thất thoải mái cho mấy người. Thứ hai nữa đó chính là những cái trang thiết bị an toàn, những cái tiện nghi đi kèm cái mẫu xe này nó cũng có thể đem đến cho các bạn sự hài lòng với một cái mẫu xe cỡ B giá tiền đâu đó trên 700 triệu đồng hoặc trên dưới 700 triệu đồng tùy theo phiên bản. Và cuối cùng nhất đó chính là các bạn sẽ có thể yên tâm với một cái mẫu xe tiêu chuẩn an toàn cao cấp mà hiện tại ở thị trường Việt Nam mình thì đây đang là một cái thứ rất là ít những cái mẫu xe đạt được những cái tiêu chuẩn an toàn. Tất nhiên là cũng có những cái lý do nhất định để mà mình nhắc cái này trong cái clip này. Đó, nhưng mà mình tin chắc rằng đó cũng sẽ là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều anh em quan tâm. Ngoài ra thì các bạn có thể để lại những cái bình luận ở bên dưới về thắc mắc về cái mẫu xe này, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Hoặc là có nhiều thông tin hơn thì mình có thể sẽ chia sẻ với các bạn trong một dịp khác. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.